Chào bạn, trong ngày hôm trước chúng ta đã nói về ứng dụng laser công suất thấp trong việc điều trị các bệnh về ngoài da. Thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ học về điều trị bệnh ở niêm mạc khoang miệng và mô quanh quanh răng. Thì trong khoa răng hàm mặt ấy, các tổn thương niêm mạc ở khoang miệng và mô ở quanh răng có một ý nghĩa rất lớn đối với việc tìm kiếm cái phương pháp điều trị có hiệu quả. Và thực tế trong cuộc sống thì mỗi con người có ít nhất ít hay nhiều thì đều có cái tổn thương này, bạn có đồng ý không? Đúng đúng không? Và điều trị các bệnh liên quan đến hệ thống răng, niêm mạc, quanh miệng và mô quanh răng là cái vấn đề cấp thiết của y học. Xuất phát từ cái hiệu ứng kích thích sinh học của cái bức xạ laser công suất thấp, nhiều bệnh lý về niêm mạc miệng và mô quanh răng đã được điều trị có kết quả cao. Những áp dụng của cái laser hyaluronan trong việc điều trị nha chu viêm và bệnh niêm mạc khoang miệng như là heper ở môi này, viêm lợi này, viêm miệng heper này, áp xe cấp tính này, viêm miệng heper tái phát này, viêm miệng áp xe tái phát này, viêm lợi trắc vẩy này, ban rỉ đỏ dịch dạ đa dạng này, chấn thương niêm mạc khoang miệng này, vân vân này, những tổn thương viêm ở vùng mặt và khoang miệng được tác giả sử dụng là laser công suất thấp để điều trị, ví dụ như là mụn nhọt ở mặt trẻ em này, viêm quanh răng này, viêm nang răng này, viêm tấy áp xe này, viêm khớp và thoái hóa khớp này, các bệnh viêm nhiễm tuyến nước bọt này, đấy, rối loạn dây thần kinh tam thoa này, gãy xương hàm này, đấy, và kích thích cái quá trình lành vết thương sau khi phẫu thuật và chấn thương hàm mặt. Những cái kết quả thu được trong quá trình điều trị các tổn thương nói trên đã nói lên ý nghĩa thực tiễn lâm sàng to lớn trong việc là dùng bức xạ laser hyaluronan công suất thấp để điều trị các bệnh lý răng miệng là cái vũ khí không thể thiếu đối với các thầy thuốc chuyên khoa về răng miệng. Một nhà khoa học là Kiros đã sử dụng laser công suất thấp để điều trị cho 396 bệnh nhân laser hyaluronan kết hợp với laser hyaluron CD. Nên nhớ là kết hợp cả hai laser này nhé. Laser hyaluronan và laser hyaluron CD. Trong số những bệnh nhân này có 186 bệnh nhân là có tổn thương niêm mạc miệng, viêm lưỡi trắc vảy và ban đỏ rỉ dịch, viêm miệng áp tơ tái phát, viêm mô trắc vẩy, và 212 bệnh nhân có tổn thương mô quanh răng tức là nha chu đấy. Thì sau khi mà người ta làm điều trị ấy, thì bệnh nha chu viêm thì đối với nhóm chứng thì đạt kết quả là 9,9 cho đến 0,8. Nếu mà chỉ dùng laser hyaluronan thì đạt là 9,8 cho cộng trừ thêm 0,7, và nếu mà chỉ dùng laser hyaluron CD thôi ấy, thì là 8,8 cộng cho 1,1. Nếu mà kết hợp cả hai loại laser thì là 7,7 cộng cho 0,9. Các bệnh khác cũng tương tự như thế. Thì từ dữ liệu kết quả điều trị, tác giả đã đưa ra một kết luận rằng chúng ta cũng có thể đưa ra một kết luận rằng bức xạ laser hyaluron mang lại hiệu quả điều trị gần với tác dụng các thuốc và điều trị hữu hiệu nhất, không gây ra phản ứng phụ, kết hợp với hiệu ứng hai bước sóng laser hyaluronan và laser hyaluron CD cho ra kết quả tốt. Kết quả hai laser hyaluronan và laser hyaluron CD và các thuốc trong chuyên khoa cho ta được cái kết quả điều trị cao nhất. Ở đây ta sẽ có một cái video để cho chúng ta xem được về cái quá trình điều trị cái bệnh viêm nha chu về khoang miệng này.
điều trị cái bệnh về viêm trong răng bằng laser. Cũng nói thêm là cái khoa răng hàm mặt của viện quân y 108 ấy, thì đơn vị đầu tiên là sử dụng laser heo nghe ông vào việc là điều trị bệnh nha chu viêm và đã thu được kết quả đáng khích lệ. Và từ đó đến nay thì nhiều đơn vị y tế trong cả nước đã áp dụng cái kỹ thuật này để điều trị bệnh viêm nha chu và các bệnh viêm niêm mạc ở khoang miệng. Và chúng ta có áp dụng cụ thể cái để điều trị cái bệnh về khoang miệng bằng laser này hay không, thì các bạn vui lòng có thắc mắc gì thì vui lòng inbox cho mình, liên hệ với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi học tiếp theo.